Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là điện thoại Honor V8 với tên mã là KNT-AL20 đang chờ thay mới pin từ di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin, điện pin của điện thoại Honor V8 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới pin cho điện thoại Honor V8. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Hiện tại di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên điện thoại Honor V8 nói chung và phần pin của điện thoại Honor V8 nói riêng thay mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn cần thay pin cho điện thoại Honor V8, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship pin Honor V8 đến tận cửa hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.